trơn. Em chào chị Nguyễn Nga Vi này, chào các chị nha. Rồi đây cho mình coi các chị. Em xem cho mình coi từ trước mà sau mẫu này nha. Em làm là khóa kéo lợn như vậy cho chị này, nên là khi mà mình mang á thì mình chú ý giùm em. Nếu mà những cái sản phẩm mà may mà không có cầu kỳ cho mình thì ví dụ như mà cái vải màu đen đi thì làm cái khóa kéo màu gì cũng được hết, không nhất thiết phải làm giống màu. Nhưng mà nếu mà ai kỹ hơn kỳ công một xíu thì vải đỏ thì bên em mang khóa kéo cho mình màu đỏ luôn. Màu đen cũng vậy, không hề có lỗi hết các chị nha. Vậy đây là khi mà mình nhận cái mẫu đầm này, các chị cứ yên tâm cho em, vừa đẹp vừa rẻ vừa sang. Đây thì bên em làm là phần tay phối lưới. Nhưng mà cái lưới này khi mình mang vô cũng không có sợ cái trường hợp mà bị ngứa. Rất là nhiều sản phẩm các chị mang này cứ có cả cảm giác mà nó bị ngứa ngay cái phần tay, tại vì phần lưới mà. Bên em chọn cho mình lưới cực kỳ mềm các chị. Và C275 này không làm cho các chị thất vọng đâu. Thật sự nếu mà mình thích thì mình rút ngay vào liền chị Hiền. Đừng chờ đợi các chị nha. Rồi em chào chị Vương My, chào chị Ngọc Hân nè. Rồi em chào tất cả các chị nha. Mã là C275 giùm em. Đặt hàng thì lên liền cho em là C275 cộng kèm cái số điện thoại là bên em chốt và tư vấn đơn hàng nha. Em chào chị Minh Hiền, em chào chị Nhã Trân nè, chào chị Quế Phạm Thị, xin chào tất cả các chị nha. Rồi, mỗi đây cầm anh liền chị Hiền mã và xuất lại cho mọi người nha. Rồi, chốt đơn cho em mã và xuất lại liền là bên em tư vấn liền cho mình nha. Ok chị Linh Cua nè, chị ơi, cho em mã là C275 chứ chị. Mã là C275, còn cái mẫu em vừa qua là mã khác chị nha. Mẫu em vừa qua là C419, còn cái này là mã em vừa qua hồi nãy là C418, còn cái này là C275 nè. Rồi em chào chị Vi nha, chào chị Thúy Kiều nè, chào chị Dương Mai, rồi chào tất cả các chị. Rồi bây giờ tư vấn lại cho mình mẫu này để các chị có thể chốt và lên đơn hàng cùng với em. Đang mở trên người cho các chị ở nhà mình đây. Mã sản phẩm là C275 các chị nha. C275 này hiện tại thì có hai màu cho mình lựa và chọn luôn, là màu đỏ đô và tông màu đen như nam bọn em đang treo đây. Mẫu này thì bên em thiết kế giữa hai chất liệu vải cho mình, đó là thun Misa và kèm phần tay lưới cho các chị luôn. Mẫu này hiện tại thì em sale nhanh trên live ngày hôm nay dành cho tất cả mọi người, giá là một đầm như vậy á 280.000, em trợ giá còn 165.000 một đầm và chỉ nhận đơn chị làm chốt trên live với mã sản phẩm là C275 nha. Rồi em chào chị Vũ Diệu nè, chào chị Hảo Phạm nha, chào tất cả các chị. 165.000 nhận đơn trên live ngày hôm nay thôi các chị ơi. Rồi nhìn giùm em ha các chị, nhẹ nhàng đơn giản mang rất là sang cho em luôn. Hai màu đỏ và đen, ai chốt thì cho em liền mã và số điện thoại liền bên em chốt đơn. Rồi chị Nga Phạm Thị chốt đơn nè. Ok chị Bé Bùi chốt đơn nha. Thu Như em chốt đơn hàng thành công nha. Dạ chị cho em mã và số điện thoại bên em có đơn hàng của chị rồi. Bây giờ thì chắc là em sẽ thay tiếp một cái mẫu để cho mình săn sale. Do là nãy giờ em đã lên cho mình là set đồ, đầm ôm body rồi. Thì bây giờ lên cho mọi người một trong những top best seller của đại mỗi ngày. Chị nào mình thích để ở lại livestream cùng săn sale chung với Hiền các chị nha. Rồi mình chờ em một xíu các chị nhớ là ở lại live nè. Chào tất cả các chị, chào chị Vi nè.